Bác hai à, nãy giờ uống nhiều lắm rồi, rượu không có tốt cho sức khỏe đâu, bác đừng có uống nữa. Chỉ có rượu mới giúp bác quên được sầu. Uống, uống đi. Bác hai, tủ lượng còn thấp lắm. Uống đi. Mày chê tao hay sao mà mày không uống? Dạ không, với dạ tao không. Dạ con mời bác. Được. Hay á. Được. Không ngờ, tao không ngờ thằng Hoàng khốn nạn đó nó còn dám mò về đây đầu tư lò gốm. Chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, thôi bác hai bỏ đi. Chứ bác hai cứ để nó riết ở trong người rồi bác hai bực mình, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình thôi. Đừng có nhắc. Cả đời này cái người tao hận nhất chính là thằng Hoàng. Tao nhất định không bỏ qua. Còn mày. Dạ. Nó là cái gì của mày mà mày binh nó dữ vậy? Hả? Hả? Lần trước mày còn giúp cho nó bỏ chạy nữa. Bác hai thông cảm cho con. Bác Hoàng là ông chủ của con mà. Với lại con cũng đâu có biết bác hai với bác Hoàng có hiềm khích sâu nặng như vậy. Mày. Thôi con không muốn nữa đâu bác hai. Mày đúng là thằng ngu. Dạ. Mày đã nhận giặc làm cha rồi đó con. Bác hai, bác uống nhiều quá rồi, bác nói gì kỳ cục vậy? Chính thằng Hoàng, chính thằng Hoàng là người đã hại chết Hai Bình, ba của mày đó. Có thiệt không bác? Mày không tin à? Hỏi đi. Hỏi hết mấy người ở đây đi. Đó, bà Tám. Gì? Bà Tám. Tôi nè, đang gọt xoài cho nè. Bà ngưng gọt xoài đi. Nhậu đi nó hoài hà, mệt quá. Nè, nghe hỏi nè. Hỏi gì? Bây giờ bà nói cho nó nghe đi. Phải hồi đó Hai Bình với thằng Hoàng hai người quen với nhau không, nên mới bị đâm chết không? Dì Tám, bác hai nói vậy có thiệt không dì Tám? Hồi đó ba con với ông Hoàng cũng thân. Đó. Rồi ba con đỡ giao cho ông Hoàng vậy đó. Đó, bà Tám mà nói đó. Mày nghe rõ chưa? Hả? Nhưng mà không phải ba mày đỡ giao đâu. Hồi đó tao nghe thằng đàn em của Mười Thẹo nó nói thằng Hoàng nó đẩy ba mày ra để đỡ giao cho nó. Tao đã hận mày mấy lâu nãy rồi, hôm nay tao sẽ giết mày. Đừng mạnh mời. Trời, đại ca giết người rồi đó. Ba mày với thằng Hoàng chỉ là bạn bè thôi. Mắc mớ gì mà phải đỡ dao, đỡ kiếm cho nhau như là phim kiếm hiệp vậy. Nếu mày không tin, ngày mai tao sẽ dẫn mày đi gặp đàn em của Mười Thẹo. Mày sẽ biết rõ mọi chuyện. Ha 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 ha